Hiện tại bây giờ thì nhóm bọn mình đang có mặt tại Icon Siam mấy bạn. Và nơi đây là cái nơi mà phải nói là bọn mình đã đến Thái Lan 3 lần thì phải đến đây 4 lần rồi. Kỷ niệm lắm các bạn. Kỷ niệm lắm các bạn. Kỷ niệm nha. Đúng rồi. Cho nên là bọn mình quyết định là lần này đi Thái Lan thì bọn mình vẫn sẽ đến Icon Siam để chơi và ăn uống. Không và biết là mấy bạn có bảo mình là đi hoài một chỗ bị chán không ta? Mà ở đây nó đặc biệt nữa là nó có một cái quán ăn, là quán ăn gọi là gì ta, gọi là quán ăn gì? Quán ăn tủ à? Đúng rồi, quán ăn tủ của bọn mình. Đó này. Đúng rồi. Bán đồ ăn rất hợp với bọn mình nên bọn mình sẽ ghé tới thêm lần nữa. Dạ. Yeah. Dạ lần thứ 3 rồi đó cậu ơi. Đúng rồi. Chết chà, bây giờ bị lạc đường rồi, không biết đi đường nào hết. Lần trước là có Mimi đi theo cho nên bọn mình biết đường, còn bây giờ thì có bốn đứa mình cho nên là không biết đường đi đâu hết trơn. Thôi cứ đi vòng vòng thôi, biết đâu tìm ra. Mình không biết là mọi người đi Thái Lan mọi người thấy như thế nào, nhưng mà riêng mình nha, là mình đi qua một cái đất nước nào đó mới á bạn, là mình thấy cái gì cũng độc lạ hết trơn á, là mình muốn mua cực kỳ luôn. Mình thích mua những thứ gọi là độc lạ Bình Dương lắm đó. À không, độc lạ Thái Lan, nhưng mà tiền không cho phép. Để mình coi có cái gì lạ lạ mình sẽ mua để quay cho các bạn xem nhé. Đây như các bạn thấy nè, rất là nhiều thứ để mua luôn á, rất là nhiều cửa tiệm luôn. Trời ơi mà nó rộng cực kỳ luôn á. Wow, anh Phong Cận. Đây là anh Phong Cận của chúng ta nha. Cái tượng này có giá 12.000 bạc mấy bạn ạ. À, là khoảng bao nhiêu tiền Việt Nam ta? Mình sẽ để số tiền Việt Nam lên trên màn hình cho các bạn coi nha, là khoảng nhiêu đây tiền á. Ê bên này cũng có thêm một cái tượng màu đỏ nè. Hay là mình mua cái tượng này tặng cho Caron nha. À không, đắt lắm, không có đủ tiền đâu. Đây rồi, hình như tôi nhớ rồi nè. Hình như là chúng ta chỉ cần đi qua bên cái cổng này xuống dưới là sẽ đến quán ăn. Hình như là thế. Đây rồi, khu ăn uống của chúng ta đây rồi. Trời ơi. Ủa. Ê mọi người, sao bên kia có cái chữ ăn cơm ăn cá kìa mọi người. Đến lúc đi chợ rồi mấy ní. Để ăn đồ Thái thì không thể nào thiếu trà sữa Thái mấy ní. Ui mấy bạn, tôi mới vừa phát hiện ra ở bên đây nó có một cái món gì đó rất là lạ nè. Cái quả này là cái quả gì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà nó giống quả măng cục đúng không bạn? Mấy bạn đoán với tôi cái quả này là quả gì vậy? Nói chung là thấy là khá là lạ cho nên là tôi sẽ uống thử nha mấy ní. Ở bên đây thì mình sẽ có một cái ly nước, nó còn rắc thêm mấy cái đỏ đỏ phía trên gì đó, à chắc là muối ớt đó bạn. Để tôi gọi tôi uống thử nha. Nhìn cái nước uống này nhìn nó lạ ghê mấy ní. Người ta còn tặng cho thêm chén muối nữa nè. Hình như là mình sẽ bỏ muối lên đây để mình uống á. Ê cay, bạn có muốn uống thử cái nước này chung với mình không? Được chứ. Để bạn làm chuột bạch. Mình đang rất là háo hức không biết cái mùi vị của cái nước này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ thử trước nha. Ok. Bây giờ mình sẽ uống thử một chút nước của nó đi. Để mình uống trước cho. Bây giờ mình sẽ múc thử một tí đá bào phía trên để ăn thử. Vị nó lạ lắm cậu. Nó lạ lắm hả? Cái vị của nó kiểu nó không chua, nó không ngọt, nó mặn. Nó kiểu chét, mà nó mặn. Nó kiểu vậy á. Bây giờ mình sẽ rắc tí muối lên để ăn thử nha. Nó mặn nhưng mà nó cũng cuốn lắm cậu ạ. Cậu uống thử. Nó mặn nhưng mà nó cũng cuốn lắm nha. Không hiểu sao nhưng mà cái vị nó cũng cuốn lắm bạn. Tôi sẽ lấy tí muối nhá. Ừ, lấy tí muối bỏ vô. Thử đi bạn. Rồi. Lạ à? Cuốn á. Lạ nhưng mà cuốn nha. Tao hay cũng cuốn đấy cậu. Ví dụ mà kiểu uống không á bạn thì nó kỳ lắm. Nhưng mà cho thêm tí muối vô thì lại ngon nha. Không hiểu sao giống kiểu mấy bạn đang ăn măng cục chấm với xoài. Simi à, bạn hãy mau thử cái loại nước này đi. Đã có một kẻ chuẩn bị mắc bẫy của ta. Lạ đúng không? Đây là một loại nước rất đặc biệt. Rất ngon luôn á Sam ạ. Ây da, ăn một bữa no nơi thực sự. Ai trả tiền cho ta? À quên, Caron trả tiền. Sáng giờ mình trả tiền không mà. Còn bây giờ thì no bụng rồi cho nên bọn mình sẽ đi ăn tiếp. Let's go. Đây là một cái khu chợ ẩm thực của Thái Lan mà bọn mình đã qua đây tổng cộng là 3 lần rồi các bạn ạ. Và ở đây có rất là nhiều đồ ăn khá là ngon mà chúng ta có thể vào đây để ăn. Các bạn có còn nhớ trong vlog trước mình đã từng ăn thịt cá sấu không? Nó đây nè. Bây giờ người ta trang trí thêm cái bếp lửa bên dưới nữa. Ok bạn, hiện tại bây giờ thì team của bọn mình đã chia ra làm gọi là 3 băng nhóm. Mình á thì mình đang ăn đồ ăn khá là no rồi cho nên mình quyết định là mình sẽ đi kiếm cái trái cây gì đó để mình ăn. Ví dụ như là sầu riêng hay là chôm chôm xoài gì đó, nó cứ kiểu vậy. Caron thì Caron lại thích đi gọi là ăn bánh ngọt. Còn Simi với Sammy thì đi mua đồ dễ thương cute ở dưới đây rồi. Nên là chia ra mỗi người một hướng. Đó, bây giờ mình sẽ đi kiếm coi có cái trái gì ngon ngon mình ăn. Tự nhiên mình thèm trái cây quá các bạn ơi. Nhìn mấy em sầu riêng núng na núng nính mà hấp dẫn quá. Tôi sẽ mua một phần. Yeah, ok. Oh my god các bạn à. Các bạn không biết tôi mới vừa mua sầu riêng với giá tiền bao nhiêu tiền đâu. Tôi mua tổng cộng là 3 muối sầu riêng. Thì 3 muối cân lên hình như là hơn 1kg thì phải.
ba muối cân lên là hơn 1 kg. Hình như là tôi mua hết 1.000 bạc. 1 kg là 1.000 bạc các bạn. Mà 1.000 bạc là khoảng 700.000 tiền Việt Nam. Ba muối sầu riêng 700.000 tiền Việt Nam. Không biết là có bị đắt quá hay không, hay là đây là loại sầu riêng gì đó đặc biệt nhỉ. Nhưng mà thôi, lỡ mua rồi, đem về cho mọi người ăn chung. Nếu như bạn nào đang sống ở Thái hoặc là bạn nào biết đây là loại sầu riêng gì mà đắt đến như vậy, để bạn comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ mình cũng không biết là mình có mua hố không nữa. Nhưng mà 700 ngàn cho ba muối sầu riêng thì cũng hơi đắt á. Tôi không biết rằng là ở đây có bạn nào giống tôi hay không, nhưng mà tôi thích cái cảm giác được đi ở trong những cái chợ thực phẩm á bạn. Mình sẽ có thể đi xung quanh, mình lựa bất cứ những món ăn nào mà mình thích. Mình thích món nào là mình ăn món đó, kiểu kiểu vậy. Nó vui, nó giống kiểu ăn buffet á bạn. Wow, mấy bạn coi tôi mới tìm được gì nè. Tôi mới vừa tìm được một cái quầy bán những cái đồ handmade. Hình như cái này là đồ làm bằng đan len đúng không ta? Nhìn rất là dễ thương luôn các bạn ạ. Và tôi nghĩ là tôi sẽ mua một con gấu bông ở đây để về tặng cho bé Đậu. Tôi nghĩ là tôi sẽ chốt một con. Nhìn cute thật sự các bạn ạ. Qua bên Thái Lan là không thể nào không đi túc túc. Tôi sẽ lại tiếp tục ngồi ngay cửa ngồi đây phơi nhất. Lâu lắm rồi mới đi lại túc túc đó. Ngày xưa là đi túc túc là me có chị bọn mình nói cái câu gì cho anh túc túc anh chạy nhanh hơn á, gì liêu liêu gì đó, liêu liêu gì đó không nhớ nữa. Đó đó thấy không, mình nói liêu liêu có anh thượng gia. Oh my god. Mình mới vừa nói cái anh lạng đi à. Thôi chừa, từ nay không dám thách thức mấy anh túc túc nữa, mấy anh chạy ghê quá. Mấy anh lạng hơn luôn. Có chừng văng ra ngoài đó không ơi. Có chừng văng ra ngoài đó. Sao mình giữ chắc vô nha. Đó đó, ông lụn ra đó, ông lụn ra đó. Đó đó. Đó thấy chưa? Oh my god. Anh tục tục ơi, anh chỉ chầm chầm thôi. Bọn mình đang chờ đèn xanh đèn đỏ các bạn ạ. Đây chính là những giây phút yên bình nhất khi ngồi trên chiếc xe túc túc này. Đồ, anh đeo kính vô rồi, anh đeo kính vô rồi. Rồi, anh túc túc, anh đeo mắt kính đen vô rồi, anh chuẩn bị vua tốc độ rồi. Hôm nay bọn mình sẽ bỏ ra 1.000 bạc để ăn một cái núi sườn cây thật là to luôn các bạn. Bọn mình sẽ gọi nguyên một núi sườn cây để ăn cho nó đã. Gọi nguyên cái núi 1.000 bạc luôn đi ha. Té đi. Để nó bự quá. Oh my god. Oh my god, 4 đứa làm sao ăn hết cái đống này trời. Nó bự quá vậy. Trời ơi. Trời ơi. Tôi không ngờ nó bự vậy các bạn ơi. Nó to dễ sợ. Mình nghĩ là chắc là nguyên cái chợ này sẽ nhìn anh em bọn mình giống kiểu quái vật đó các bạn. Ê, nó chết rồi, chắc là phải gói đem về bạn ơi. Ăn sao hết được đống này. Ê, bây giờ làm sao mình lấy được miếng sườn xuống ta. Ê, nó bự luôn á. Quan trọng là từ để mình đeo bao tay vô. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn cái núi lửa này nha các bạn. Đây này, để mình mở ra trước cho nè. Tôi sợ nó sập quá các bạn ơi. Cái món này được cái là trời nói chảy nước miếng các bạn. Chảy cái món này sao vậy? Đây để Phong lấy cho. Phong lấy cho sao? Kêu xếp hình vậy các bạn. Ôi. Mình bỏ xuống đi. Bỏ xuống phụ cay. Phụ. À trời ơi. Mình hương Sam lắm nên mình sẽ cho Sam một cái miếng to bằng cái nồi. Sam ăn đi. Ăn xong này cả đám về luôn, khỏi ăn thêm gì luôn á. Nó cay vậy đúng mới đã. Nó cay. Nó chua. Trời ơi. Tính ra lần nào bọn mình đi Thái Lan bọn mình cũng ăn cái món này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn mình gọi cái món nó to như thế này. To lắm luôn á. Lần đầu tiên tôi ăn cái món mà bự siêu to khổng lồ nha. Cái này chắc là phải gói đem về rồi nha. Chứ ăn thôi không nổi. Cái miếng sườn này rất là nhiều thịt luôn nha các bạn. Các bạn coi nè. Toàn là thịt không luôn á. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chú ăn chung với bọn con đi. Ăn sữa. Rồi.
Ủa bà sao kêu to quá vậy? Bọn con không biết. Bọn con không nghĩ là nó to như vậy. Thôi lại cái gì mướp về. Dạ vâng ạ. Bọn mình gặp mấy chú người Việt Nam dễ thương thật sự. Qua bên nước ngoài được cái là gặp đồng hương là vui lắm mấy bạn. Gặp người Việt Nam là vui lắm. Bọn tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà vẫn còn dư một ít, nhưng mà ăn không nổi nữa các bạn. Mặc dù tôi biết là không nên bỏ mứa đâu, nhưng mà thật sự là cái này là cái sai lầm của bọn mình khi bọn mình đã chọn ngay cái món to nhất để ăn. Ăn no quá, ngon nha, cực kỳ ngon luôn, nhưng mà no quá. Trời ơi, no quá rồi. Bây giờ thì tôi với lại mọi người phải đi bộ vòng vòng để tiêu thôi. Chịu không nổi nữa các bạn ơi, no quá. Welcome to Thailand. Ok các bạn, và sau khi ăn no xong thì bây giờ tôi với Kairon đã chia đội ra. Sim với Sam thì đi mua đồ dễ thương cute của hai bạn rồi. Còn hi. Còn mấy anh người Thái đây dễ thương lắm các bạn. Còn tôi với Kairon bây giờ sẽ cùng nhau đi kiếm một cái món gì đó để tráng miệng ở tại Thái Lan đó. Giơ cái cam cao cao lên cho bạn thấy, từ bên trên xuống cho bạn thấy, đúng không? Đây là cao hơn nè. Cao chưa? Mình đi thế này người ta nhìn mình giống kiểu gọi là sao ta? Độc lạ Bình Dương. Độc lạ Bình Dương. Mặc dù là mới ăn thịt no rồi nhưng mà bọn tôi phải ăn thêm thịt nướng nha các bạn. Cái thịt này hơi bị ngon luôn á. Ăn tráng miệng thôi nha. Tráng miệng bằng thịt nướng. Rồi, 2, 3, vô. Ngon quá cậu ơi. Cái thịt này ngon thật sự luôn á. Vẫn là hương vị năm xưa. Mình nghĩ cái này ta nướng có mật ong á, ăn nó ngọt ngon vậy. Cái thịt này nó ngon cực kỳ luôn á bạn. Bạn nào đến Thái Lan phải ăn thịt này thử nha. Trời ơi. Hay là tí nữa bọn mình tráng miệng hay món sầu riêng đi bạn. Được đấy. Được á. Hèn gì hai đứa mình đứa nào cũng ốm. Ốm quá ha. Ốm quá. Thật ra bọn mình cũng ngại lắm, nhưng mà thôi quay vlog cho bạn xem cho nên là cố chịu ngại. Sao đi một hồi mình quay lại cái quán sườn ngày nãy vậy. Mình đi ngược qua khu kia đi. Mình đi ngược qua khu kia đi. Bên kia nha mới có tráng miệng chứ bên này không có tráng miệng đâu. Sườn thôi. Mình ngán sườn lắm rồi. Ui, đây. Đây rồi, món tôi cần đây rồi. Trời ơi, đây là cái món gọi gì ta, người ta gọi là gì nha? Đá màu đúng không? Gõ cho cái chai lại thành đá màu á các bạn. Thật ra cái món này là từ lúc nhỏ tôi đã biết làm mà nha các bạn. Bạn biết sao không? Ngày xưa là ngoại tôi hay mua mấy cái chai này nè, bỏ trong tủ lạnh á. Xong đầu tôi hay lấy ra, tôi khui á, xong nó sẽ thành đá bào kiểu này. Bên trong nó đã trở thành đá bào như thế này nè các bạn. Đó. Vừa uống được mà vừa ăn được luôn nha. Giải nhiệt. Các bạn ạ, tôi mới vừa gặp lại người quen. Mấy bạn biết người quen nào không? Anh ngựa mặt ngu nè. Hello anh nha. Ở đây người ta có bán cả bò cạp với lại dế nè các bạn. Mà khoan, dừng lại đã. Trước khi tiếp tục video thì mình có một cái cảnh báo này dành cho các bạn nè. Đó chính là bọ cạp là một loài động vật rất là nguy hiểm và nó sẽ có thể làm hại đến các bạn. Nên là tuyệt đối không được bắt chước theo video. Video này là mình đang trải nghiệm một cái món ăn nó có thật tại Thái Lan nên mình muốn trải nghiệm thôi. Chứ bọ cạp là một loài rất là nguy hiểm cho nên các bạn không được đụng vào bọn nó và cũng không được ăn bọn nó nha. Nên là các bạn tuyệt đối không được bắt chước làm theo video nha. Bây giờ mình sẽ thử ăn thử cái món bò cạp nha bạn. Các bạn có thể chọn bất cứ cái món gì ở đây, anh ấy sẽ lấy cho các bạn chỉ với 100 bạc mà thôi. Ok. Mình quyết định là lấy tất cả luôn để ăn cho nó đã. Thật ra cô không biết đã hay không nhưng mà cũng hơi sợ đó. Ở trên đây của mình đang là một cái ly có rất là nhiều côn trùng ở bên trong, nào là sâu nè, dế nè, nhiều con lắm. Và đặc biệt trên tay của mình chính là một con bò cạp. Thật ra tôi cũng run lắm mấy bạn, tôi cũng không dám ăn đâu nhưng mà thử thôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ thử con bò cạp này trước nha. Mấy cái con kia nó bình thường lắm, nó không đáng sợ bằng con bò cạp này đâu. Tôi nên ăn ở phần nào trước nhỉ? Tôi sợ quá mấy ní. Nó cực kỳ cứng luôn nha, không dễ nhai được. Nó không có tí thịt nào đó các bạn. Nó không có một tí thịt nào cả. Giống như các bạn đang nhai cái vỏ của con tôm vậy đó. Mấy bạn cứ tưởng tượng các bạn đang nhai cái vỏ của con tôm chung với muối á, thì nó sẽ kiểu vậy các bạn. Thôi rồi. Tôi không thể nào ăn món này được. Không ăn được. Thật ra là con dế này ngày xưa ở dưới quê tôi á, là mấy đứa nhỏ dưới quê nó cũng hay bắt nó ăn lắm. Nhưng mà nó ăn dế cơm, còn dế này là dế gì á, tôi không biết nữa.
Nổi da gà. Tôi nghĩ là nó chỉ hợp để cho những bạn nào mà muốn thử thôi, chứ nó không phải là một món ăn để các bạn ăn ngon đâu. Từ nãy giờ tôi đứng đây tôi ăn cái món này á, rất là nhiều người đi ngang qua người ta nhìn tôi luôn, kiểu như người ta thấy tôi là một người can đảm đó các bạn. Hoặc là có thể người ta nghĩ tôi chơi ngu. Ừ, nhưng mà thôi ăn thử thôi các bạn, ăn thử cho biết thôi. Nói chung là cũng à không, nộp not good. Tôi đang suy nghĩ là không biết tôi có nên mua một bộ quần áo nào không. Tại ở trong đây bán cũng khá là nhiều quần áo đẹp mấy bạn ạ. Ở chợ của Thái Lan thì nó rất là đa dạng luôn. Không chỉ có đồ ăn đâu mà nó còn có thêm cả quần áo nè. Những cái đồ dễ thương cute mà chị em Sim Sam thích nữa. Bộ ở Thái Lan ít youtuber lắm hay sao. Tôi thấy tôi cầm máy quay tôi đi á, tôi đi thế này tôi quay thế này nè, ai cũng nhìn tôi hết trơn. Bạn nào mà tính hay ngại chắc không làm được công việc này đâu. À, ở đây có một cái shop bán đồ cho thú cưng nè các bạn. Bữa giờ tôi đang muốn mua đồ tặng cho đậu nhưng mà chưa biết mua cái gì. Tôi sẽ vô đây lựa thử nha. Ở chỗ này tôi thấy có bán mấy cái mắt kính nhìn dễ thương á nè, hay là mua một cái cho đậu nhỉ. Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái màu hồng này đi, dễ thương nè. Ở bên này có con gì đây? Con cá. Sao nhìn mặt con cá nó ghê quá vậy. Áo LV luôn. Nhưng mà mình nghĩ là đậu mập lắm, không vừa cái áo này đâu. Áo này to quá. À nhầm, áo này nhỏ quá. Đậu hiện tại đang tuổi lớn cho nên là đậu rất là hay cắn luôn. Cho nên mình nghĩ rằng là mình sẽ mua cho đậu một con gấu bông nào đó. Ở đây thì mình thấy là ở đây có con này nè. À không, tôi sẽ mua cho đậu con heo này. Đó, để cho đậu cắn, hợp lý. Thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ lấy con dĩa to to cho đậu cắn cho nó đã. Chắc là xử lý con voi này đi. Con voi này dễ thương nè. À, tôi tìm bữa giờ cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Bé đậu của chúng ta. Nhìn y chang đậu luôn, ngáo ngơ cực kỳ. Chốt liền bé đậu nha mấy ní. Dễ thương tuyệt sự, dễ thương tuyệt sự. Mấy ní ơi, tôi mới phát hiện ra một món mới nè. Ở đây chúng ta đang có những que kem nhìn rất là lạ luôn. Nó có hình quả xoài, quả bắp nè, có thêm quả măng cục nữa bạn. Lạ thật sự, tôi nghĩ là tôi sẽ mua một phần để ăn thử nha. Mấy bạn nhìn que kem có hình trái măng cục dễ thương chưa nè. Nó bốc khói, nó lạnh bốc khói luôn nha các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ ăn thử nó để xem nó có ngon như là măng cục hay không. Hình như cái màu tím tím này là kem, còn cái này là trái măng cục thiệt các bạn ạ. Hình như nó là trái măng cục thiệt chứ không phải là kem. Cái mùi măng cục của nó cực kỳ thơm luôn á. Từ nãy giờ tôi ăn cái vỏ không à, bây giờ tôi sẽ ăn thử cái miếng măng cục. À không, miếng măng cục cũng là kem luôn nha. Tại vì là cái mùi của nó thật quá, cho nên tôi tưởng nó là trái măng cục thiệt các bạn ạ. Cái mùi nó y hệt như măng cục real luôn, măng cục thật luôn, cực kỳ ngon. Giải nhiệt cuộc sống sau khi ăn xong cái món bò cạp. Tôi nghĩ là Caron với lại Sim Sam sẽ thích món này lắm luôn á. Ui mà nó lạnh cực kỳ luôn nha các bạn coi nó bốc khói luôn nè. Trời ơi, nghi ngút luôn. Còn ở đây chính là sầu riêng nha các bạn. Tôi mua một cái là măng cục với một cái là sầu riêng để ăn. Không biết là sầu riêng sẽ là kem sầu riêng hay là sầu riêng thiệt đây. Nhưng mà nhìn nó giống sầu riêng thiệt lắm bạn. Đây, bên này đường cái là người ta tạo hình rất là đẹp luôn nha. Nhìn y hệt như sầu riêng thiệt luôn á. Wow, ăn thử nha. Nó là kem sầu riêng. Nó chỉ đơn giản là kem sầu riêng thôi. Cho nên là cũng bình thường. Tôi ấn tượng với cái này nè. Kem măng cục mới ấn tượng nha. Còn kem sầu riêng thì ngon thiệt. Nhưng mà cũng chỉ là kem sầu riêng bình thường thôi. Ok 500 anh em ơi, và đó cũng chính là những món ăn mà mình đã ăn ở tại Thái Lan. Thật ra là vẫn còn nhiều món khác nữa, nhưng mà nó cũng không có gì đặc biệt lắm, cho nên là mình không quay lên thôi. Và đây cũng chỉ là một phần vlog một ngày ở Thái Lan của mình thôi. Vẫn còn 2 ngày còn lại mình chưa đăng nữa. Các bạn hãy nhớ hóng chờ tiếp 2 tập còn lại của vlog đi Thái Lan của mình nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và các bạn nhớ nè, vẫn còn 2 vlog Thái Lan nữa. Các bạn nhớ hóng chờ nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt, see you again.